Okay, since Bitexco's founding in 1985, Bitexco has become a successful multi-industry corporation, which covers real estate development, hydropower plant, infrastructure, mining, oil and gas, and mineral water production. We are still trying to build good company, not big company. Here, our staff want to come every morning with pleasure and enthusiasm. Staffs are the heart of organization. We always welcome good person who has blood boiling, passion for work, and will provide them every opportunity to develop and grow their career through the working in the company. I enjoy working at Bitexco because it's fascinating being on the inside of one of the most contemporary companies in Vietnam. Chào mừng tất cả các bạn đến với gia đình Bitexco. Như các bạn đã biết, văn hóa doanh nghiệp chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty. Và Bitexco đã xây dựng được một nền văn hóa rất lý tưởng và chúng tôi coi đây là một trong những tài sản lớn nhất của Bitexco. Các bạn hãy đến với Bitexco và cảm nhận tất cả những điều tôi nói. I like working for Bitexco because they are a modern thinking, dynamic organization and also they're trying to bring international standards to Vietnam. My colleagues are very enthusiastic and hardworking, and it's great to work with them. Tôi gia nhập Bitexco từ những năm 2005. Khi đó, Bitexco là một tên tuổi mới ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người khi đó biết đến Bitexco thông qua dự án Dynamism. Và điều tôi thực sự ấn tượng khi phát hiện ra rằng Bitexco là một doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, được tổ chức kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp và khác biệt. Lúc đó, tôi không biết nhiều về Bitexco, nhưng tôi lựa chọn Bitexco đơn giản bởi cảm hứng, triết lý, công ty Việt sánh ngang tầm với các công ty nước ngoài. Ngày nay, tôi chọn và trụ lại Bitexco dài hạn bởi đây thực sự là một môi trường mang đến nhiều cơ hội cho sự học hỏi, rèn luyện và phát triển không ngừng. Thông qua công việc, tôi tìm thấy ý nghĩa của sự cống hiến, của những ước mơ, của trải nghiệm và sự trưởng thành. As a member of Bitexco family, I love New York here. I'm proud to come to Germany and I look forward to the development of the company with great optimism. Hiện tại Bitexco thì đem lại cho tôi một nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra thì tôi còn được tham gia vào những dự án lớn và có mối quan hệ tốt đối với những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam và nước ngoài. Bitexco là đại gia đình lớn. Chúng tôi tự hào dưới mái nhà Bitexco. Tôi tự hào là một thành viên của gia đình Bitexco. Làm việc tại phòng nhân sự của tập đoàn Bitexco là một sự lựa chọn sáng suốt của tôi để tôi có thể phát triển sự nghiệp của mình tại đây. Thank you, Bitexco, for giving me a great opportunity to develop my career. Bitexco! Come to join us in Bitexco family. Together, we bring our company to the best leading multi-industry corporation in Vietnam and the world.